trước chuyến bay 3 ngày, lúc bây giờ hội đồng quốc gia mới tuyên bố là ai trúng được đi bay hoặc ai không được đi bay. Thì bác học ở trung tâm vũ trụ là 1 năm rưỡi. Thì thực ra mà lý thuyết về con tàu vũ trụ thì không khó lắm, nó như lý thuyết về hàng không thôi. Nhưng mà rèn luyện để chịu đựng được cái điều kiện của chuyến bay vũ trụ là hết sức nặng nề, hết sức nặng nề. Bác nói là cho đến bây giờ thì bác vẫn cứ nhớ lại những ngày luyện tập đó là không nghĩ rằng mình vượt qua được cái khó khăn như vậy. Thế còn cái thứ hai nữa, ngoài luyện tập thể lực thì cái thứ hai nữa là luyện tập để điều khiển con tàu cực kỳ gian nan. Các cháu biết là mọi cái lái ô tô, lái tàu hoặc lái máy bay thì đều có thầy, đúng không? Có thầy ngồi. Thầy dạy là đầu tiên là bay cùng với thầy. Bao giờ là chuyến thứ nhất, chuyến hai khoảng 30-40 chuyến. Bay tốt rồi thì thầy mới thả cho mình bay. Và cuối cùng bay thật tốt rồi thì mới được bay trên máy bay một người lái. Đấy, nghĩa là có thầy. Nhưng chuyến bay vũ trụ thì không có ai kèm cả. Bay một cái là bay thật luôn chứ không có bay thử. Nên là tập chỉ có tập ở dưới buồng lái tĩnh ở dưới đất và lên bay thật. Nên là tập gian nan lắm, gian lắm. Bác chỉ nói có những cái bài tập thì nó không phải là khó, nhưng mà đòi hỏi nghị lực, đòi hỏi sức chịu đựng rất lớn. Chẳng hạn như thế này, các bác là mặc quần áo vũ trụ đấy, như cái ảnh các cháu thường thấy ấy. Xong rồi ngồi nằm vào trong con tàu mà nằm ở dưới đất như vậy, nằm im và làm việc 8 tiếng đồng hồ liền, từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, không ăn uống, không đi ra ngoài, không đi vệ sinh và làm việc 8 tiếng liền trong con tàu như vậy. Bay lên vũ trụ thì điều kiện không trọng lượng, 8 tiếng nó không nặng nề lắm các cháu ạ. Nhưng ở dưới đất mà nằm im như thế, chuẩn bị và tập luyện và điều khiển con tàu 8 tiếng đồng hồ liền như vậy thì nặng nề vô cùng, vô cùng. Sau 8 tiếng bước ra là chân đi còn siêu vẹo thế này và mồ hôi trong người là toát ra và thậm chí giảm đi không phải là ít cân. Đấy, anh chỉ nói là cái tập thế thôi chứ chưa nói là cái gì tập nặng đâu, tập nặng đâu. Thì đấy, bác nói muốn nói thế để các cháu thấy được là nếu như sau này mà cháu nào cũng muốn vào không quân hoặc là được đi bay vũ trụ chẳng hạn thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, đúng không nào? Trí tuệ là một này. Cái thứ hai là có bản lĩnh, nghĩa là có ý chí, có quyết tâm. Nhưng mà cái thứ ba là cái sức khỏe. Ba cái nó đồng hành với nhau, ba cái đồng hành với nhau. Nếu như là có sức khỏe không chưa đủ, trí tuệ có không chưa đủ, ý chí không chưa đủ, mà ba cái đó nó gần nhuyễn với nhau mới trở thành một con người có bản lĩnh được. Nghĩa là con người đó thả vào bất cứ chỗ nào, trong tình huống nào cũng có thể xử lý được. Thì rất mong các cháu hiểu cái chữ bản lĩnh của người Việt Nam chúng ta, để rồi rèn luyện trở thành con người có bản lĩnh. Tất nhiên đấy là ba yếu tố chính, còn lại nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ tác phong rồi giờ giấc rồi mọi thứ thì là những vấn đề thêm. Nhưng mà ba yếu tố chính thì bác mong là các cháu ghi nhận và suy nghĩ xem là bác nói như thế là có chuẩn hay không, đúng không? Thế thì đến tháng 7